Hồi xưa thì họ chỉ chấp nhận cái bằng của Việt Nam thôi, nhưng mà sau này em thấy họ chấp nhận cái bằng của nước ngoài. Tại vì họ chuộng cái kiến thức của cái người đi làm hơn là kiến thức của một cái giảng viên cơ hữu chỉ đi giảng dạy không thôi. Tên của anh là Bùi Tuấn Anh, nhưng mọi người hay gọi anh là Andy. Thì vì khi anh học ở nước ngoài thì đến khi anh đi làm ở công ty thì mọi người vẫn gọi anh là Andy. Về công việc thì hầu như anh làm lĩnh vực quản lý chất lượng. Khi anh mới tốt nghiệp ra trường thì anh đi làm cho công ty về giám định, thử nghiệm cũng vậy luôn. Xong rồi anh lại, nói chung là cũng khá nhiều ngành. Anh cũng chuyển qua ngành ngân hàng nè, ví dụ như ngân hàng Á Châu nè, làm bên công ty tài chính như Home Credit nè, làm bên công ty phần mềm Schoolwork, và cuối cùng lại quay trở lại cái ngành này là ngành về giám định và thử nghiệm chứng nhận. Thì hiện giờ là công ty SGS. Thì đây là một cái ngành anh nghĩ là cái thuật ngữ nó khá là lạ so với những ngành ví dụ như ngân hàng, tài chính, kế toán, du lịch, khách sạn. Thì giám định và thử nghiệm nó nôm na là một cái đơn vị thứ ba giữa người bán và người mua. Thì khi mà người bán và người mua muốn chứng nhận cái lô hàng đó về có chất lượng, nó nôm na là tốt đó, thì họ muốn kiếm một đơn vị độc lập. Thì công ty là một công ty của Thụy Sĩ, thì anh là giám đốc chất lượng, thì anh chịu trách nhiệm duy trì tất cả các hệ thống ISO, nói nôm na là ISO đó, 9001, 17025, 17020, để công ty show với những bên mua bên bán rằng công ty tôi làm việc một cách có chất lượng. Thì như anh nói thì nếu mà chi tiết hơn thì đúng là khi mà mới tốt nghiệp ra thì anh học về kỹ thuật đúng không? Thì anh đi làm ở những công ty cũng về giám định và thử nghiệm. Khi anh làm xong rồi thời gian lại giống như là nghe thấy ngân hàng nó hay quá. Nghe thấy ngân hàng thì gọi là hôm nay lúc đó, thời đó mình nghĩ là lương cao, mình thích lắm. Thì mình cũng vào, mình làm. Nhưng thật ra anh vào làm thì anh cũng làm về lĩnh vực quản lý chất lượng. Anh cũng làm về quản lý quy trình. Thì một thời gian cũng thấy không thích hợp thì đã chuyển qua lĩnh vực phần mềm. Thì lại cũng thời gian nó hay, mình còn trẻ mà mình nhảy nhiều. Sau cuối cùng là nhảy qua công ty tài chính thì anh cũng làm về khía cạnh là giám sát quản lý quy trình. Thì cuối cùng thì đang làm thì cái lĩnh vực SGS này lại gọi anh về. Thì mình lại quay về thôi. Tại vì mình có duyên. Thì trong quá trình anh làm thì anh chuyển khá nhiều lĩnh vực. Cái mà anh đúc kết được đó là nếu như một bạn mới ra trường hay một bạn mới đi làm, muốn thăng tiến nhanh, muốn làm vị trí tốt á, thì nên kinh qua nhiều lĩnh vực. Tại mỗi lĩnh vực như vậy sẽ cho bạn cái kinh nghiệm, đặc biệt cái kinh nghiệm khi mà đối phó với những cái chuyện mới xảy ra, thì anh thấy nó mang lại cho anh rất nhiều giá trị. Kiến thức của anh rất là tổng hợp rất là nhiều. Từ đó như anh nói, từ kế toán, từ tài chính, từ kiểm định, thử nghiệm, từ phần mềm luôn chăng nữa. Có thể mình làm chỉ 1 năm, 2 năm thôi chẳng hạn, có thể mình tự động, mình chủ động, mình nghỉ, hay là cảm thấy công ty không thích hợp với mình, công ty cho mình nghỉ cũng được. Nhưng tóm lại là nó sẽ mang lại cái giá trị gì về kinh nghiệm mà cái sẽ rất cần khi mà ở lứa ngưỡng tuổi 30 mà em muốn bước lên vị trí giám sát và quản lý. Thì nếu mà em chỉ chôn chân một công ty thôi đó thì anh nghĩ chắc bây giờ kiến thức của anh chỉ đơn giản là một lĩnh vực thôi. Môi trường anh làm môi trường nước ngoài. Người nước ngoài họ cần cái môi trường là cái kinh nghiệm là phong phú ở lứa tuổi trẻ. Thì đó là lý do vì sao mà đúc kết được là khi bạn nhảy nhiều công việc và bạn lăn xả vào cái công việc đó thì nó mang lại giá trị sau này rất là tốt cho cái tương lai của mình. Một trong những cái rào cản mà anh nghĩ là khi mà gặp ở những công ty đó là bạn sẽ không thích hợp với một người quản lý. Kinh nghiệm của anh đi, có thể là cái người quản lý đó họ thích một cái người điềm đạm, không fashion, không được năng nổ hay sôi động quá. Tại vì họ thích như vậy, họ thích đi làm xong về nhà thì đó, thì bạn sẽ làm và bạn sẽ không được đi lên. Khi mà bạn đã không hợp cái, không phải cái văn hóa công ty mà cái văn hóa của người quản lý trực tiếp, thì đó là cái chắc chắn rào cản để bạn không đi lên được. Cái điều đầu tiên thì anh nghĩ đó là về kiến thức ha. Quay lại cái câu chuyện nãy thì thí dụ như người sếp không thích mình về style nhưng mà thấy mình quá giỏi đi, đúng không ạ? Người thấy mình kiến thức quá sâu quá rộng đi, buộc người ta phải chấp nhận, phải adapt mình lại, đúng không ạ? Một trong những điều kiện mà khi anh đăng ký học môi trường nước ngoài á, đó là tại vì kiến thức là nó trong sách rồi, nhưng khi thầy cô đúc kết lại cái bài giảng á, là họ truyền cái văn hóa của họ vào. Chắc chắn họ sẽ viết theo cái văn phong của họ, cái style của họ, cách giảng của họ nữa. Mỗi người có cái style, như anh nói, style cởi mở, style nội tâm. Thì khi mà anh học với những thầy cô nước ngoài thì họ rất là open mind. Ví dụ như khi anh trình bày cái ý kiến gì đó, họ chấp nhận ý kiến của anh. Chứ họ không nói không, cái ý kiến này không đúng liền. Nhưng họ nghĩ rằng đó là tôn trọng. Mỗi người một cái nền văn hóa, một cái nền ý kiến khác nhau. Thì đó là lý do vì sao anh muốn thêm, thứ nhất là tiếp xúc thêm nhiều người, thêm thầy cô, học thêm nền văn hóa của mỗi thầy cô khác nhau. Có thể là trước ông là thạc sĩ, thầy cô ở Bỉ một nền văn hóa khác. Anh học qua Mỹ thì thầy cô là một cái style rõ ràng khác hẳn luôn khi anh đang học đi. Cởi mở hơn. Và có thể là thầy cô direct hơn so với mình. Thì anh nghĩ nó rất là hỗ trợ rất nhiều. Nó có sự liên kết với nhau. Từ chuyện nghỉ nhiều công việc,
nó thích đúc cho em nhiều kinh nghiệm, nhiều nền văn hóa với nhiều người. Thì khi học cũng vậy, mỗi lần em tiếp xúc thêm một cái người mới, thầy cô mới thì em sẽ tiếp xúc nền văn hóa nữa. Nó làm cho con người em nó đa dạng về kinh nghiệm, quản lý con người và communication, cái mà rất quan trọng cho lĩnh vực nếu mà em muốn làm sếp. Cái điều đầu tiên muốn học tiến sĩ đó là gì? Mình nâng học vị của mình lên. Trong mắt mọi người, ô, tôi là tiến sĩ rồi, rất là tốt đúng không ạ? Mình rất là thích điều đó. Cái thứ hai đó là về công việc. Thì công việc đối với nhiều người nó sẽ hỗ trợ rất nhiều về khía cạnh mà khi mà sau này, bây giờ thì có thể anh không cần, nhưng sau này khi tuổi 60 khi anh nghỉ hưu rồi á, thì có thể anh có cái bằng này anh đi dạy học. Không phải là cơ hữu được mà thỉnh giảng thôi, đúng không? Hồi xưa thì họ chỉ chấp nhận cái bằng của Việt Nam thôi, nhưng mà sau này anh thấy họ chấp nhận cái bằng của nước ngoài. Tại vì họ chuộng cái kiến thức của cái người đi làm hơn là kiến thức của một cái giảng viên cơ hữu chỉ đi giảng dạy không thôi. Thì anh thấy kể cả như công ty là không phải công ty, một những người bạn của anh á, mà ổng học thạc sĩ chung với anh á, hiện giờ ổng không đi làm giảng viên chính thức, ổng làm không là cũng đủ kiếm rất là tốt rồi. Tại vì sao? Nhà máy họ tuyển vào, ở anh dạy tôi khóa này đi, khóa cải tiến năng suất, cải tiến chất lượng, quản lý con người, quản lý xung đột đó. Thì tất nhiên mình có cái bằng tiến sĩ về dạy rồi mà cộng thêm những cái kiến thức về trong quá trình mình đi làm nữa thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt. Tại đây anh là giám đốc trẻ nhất, lúc anh vào mới 30 tuổi thôi. Tại vì lúc đó là hầu như những vị trí BU head và giám đốc thì chỉ từ 45 đến 50 mấy, anh trẻ nhất. Thì vì sao mình trẻ? Tại vì cái người tuyển anh là người nước ngoài. Và cái sếp đó là một cái dạng talent của SGS luôn. Ông hiểu được là tuổi tác nó không phải là vấn đề. Cho nên khi ông phỏng vấn nó chọn thì anh giữ vững vị trí đó từ 2015 đến 2021. Thì anh lại được giám đốc mà hiện tại người Úc để cho anh thêm cái vị trí nữa là Operational Excellence Manager. Thì anh là giám đốc chất lượng và cải tiến năng suất đó. Thì anh nghĩ là cái chuyên môn là một chuyện thôi. Đó là lý do vì sao mà anh quyết định phải học thêm. Cái kiến thức sâu rộng không phải sâu rộng trong chuyên môn của mình đâu, mà những cái sâu rộng lĩnh vực khác nữa. Ví dụ như anh vẫn biết về HR một chút, mặc dù anh làm vậy đúng không, nhưng anh học ở bên tiến sĩ anh vào này, anh thấy ồ đúng, cái mà quản lý xung đột, quản lý con người, làm việc đội nhóm, cái bên chất lượng anh đâu có đâu. Nhưng lý do vì sao mà anh thấy ủa, mình biết như vậy sau này mình tốt hơn khi làm ở lĩnh vực khác. Giống như chương trình tiến sĩ mà hiện giờ có một cái môn mà bữa giờ anh rất là xoay sở là môn gì ta, supply chain, có giờ anh làm quản lý kho đâu đúng không, nhưng cuối cùng anh lại được học. Thì sau này anh đi kiểm soát người ta, anh nói à đừng nói, tôi hiểu rồi nha, tôi cũng biết quản lý chuỗi đầu vào, cung ứng đầu vào đầu ra là gì đó. Thì kiến thức thì không bao giờ là thiếu đúng không, nạp càng nhiều được thì càng tốt, thế thôi. Một trong những lý do anh chọn chương trình này đầu tiên đó là vì nó ứng dụng. Cho nên ở đây anh lại thấy có những cái môn mà nó lại hợp với chuyên môn cũ của anh. Đó là Decision Based on Data nè, chẳng hạn nè. Hay là Sustainability nè, phát triển bền vững nè. Thì anh nói, ủa, là những môn mình đã học thạc sĩ rồi. Đúng, thật ra hồi đầu anh đăng ký là đăng ký hồi bên Thái Lan kìa. Khi vừa mới học thạc sĩ, cách đây 10 năm đăng ký rồi. Nhưng mà học phí cao quá, học phí tới cả tỷ mấy luôn, hết hồn. Thế anh không học. Một trong những điều quan trọng khi chọn là nó phải có cơ sở đại diện pháp lý Việt Nam. Một bạn sale, bạn Phụng hỏi anh là anh quần bạn ít nhất là 3-4 tuần luôn á, hỏi đủ hết các kiểu, nào là giấy phép rồi mã số thuế rồi tra lên ngành xem cho được đào tạo ngành gì vân vân. Anh rất là kỹ phần đó. Cho nên cuối cùng thì do đó vì sao anh chọn Upgrade và chọn ngành này. Trường Pháp cũng đào tạo 2 năm, nhưng mà hồi đó anh học thạc sĩ bên Bỉ rồi, thầy nói tiếng Anh rất là yếu. Các thầy hầu như nói tiếng Pháp với tiếng Bỉ là chủ yếu, cho nên khi đó nhiều môn của anh là phải có trợ giảng dịch từ tiếng đó sang tiếng Anh. Đó. Thì đó là do vì sao mình chọn cái trường Edgewood. Thứ nhất là về chuyên môn, những ngành, cái môn học nó hợp lý với anh. Thứ hai, thời gian. Và cái thứ ba như anh nói là vì anh chọn trường của Mỹ thì tiếng Anh nó sẽ tốt hơn, chắc là hơn trường Pháp, thế thôi. Quan điểm của anh thôi. Lúc đầu anh rất là hoang mang, anh sợ là không hỗ trợ anh gửi phần câu hỏi thì mình học online mà. Lúc sau bạn nói là có đội ngũ của Technical chuyên giải quyết cái vấn đề của học sinh đó. Nhưng mà hầu như anh không liên hệ bạn đầu tiên, anh liên hệ bạn sale giới thiệu anh vô á. Anh cứ nghĩ là bạn sẽ bỏ anh, đúng không? Bạn hãy anh hỏi câu gì là bạn sẽ nói ok anh email cho em đi rồi CC cho bên Technical. Bên Technical sẽ bên trả lời cho anh. Nhưng mà anh đi hỏi thì hỏi bạn đầu tiên. Đó, nó đi như vậy, nhưng mà luôn luôn là bên phía Technical hầu hết trả lời các câu hỏi của anh, thì anh chưa thấy trở ngại gì. Phía Upgrade thành công cái phần sale á, các bạn quan tâm từng chút một và hầu như trả lời nhanh. Tại vì rõ ràng mà một cái trường online mà đâu biết ở đâu. Thì tin chủ yếu tin người Việt ở đây. Thì rõ ràng lý do vì sao anh chọn là làm việc professional anh mới chọn. Ở cái vị trí này rồi, mình nhìn các bạn nó không professional thì nó chắc chắn là cái trường này
tổ chức không có tốt thì không chọn. Và chương trình của Upgrad lại là cái chương trình online. Tại vì sau khi Covid mọi người chấp nhận làm việc online, mà cái mảng này trước giờ chưa bao giờ ai đồng ý. SGS của anh có một cái mảng là mảng đào tạo, trước đây là tạo face to face không à, từ ngày dịch xong đúng không, đào tạo online và mọi người đồng ý, kiến thức mọi người vẫn đánh giá rất là cao. Rồi họp nữa, tụi anh họp online với từ sau dịch mà họp online làm việc ở nhà ấy rất hiệu quả. Lúc đó thì anh mới chấp nhận, chứ nếu mà chưa có Covid thì anh chắc không học online đâu. Tại vì anh nghĩ học online thì sẽ giống như hời hợt quay phim sẵn xong rồi cứ bài giảng đó lặp đi lặp lại cho nhiều người. Nhưng mà sau này mới thấy rằng không, họ tổ chức khá là kỹ. Thì đó là vì sao? Thứ nhất, anh chấp nhận hình thức online. Anh không, anh là đầu tiên đó. Học tiến sĩ là phải tự nghiên cứu, chứ đừng có nhờ ai. Thì có thể khi anh đi học cái phần mà anh đi học cái phần seminar của các bạn á, có mấy cái phần mà GGU gì đó, các bạn họp với nhau thì các bạn cũng nói là một bài các bạn chia nhau ra người làm phần này là phần kia. Thì cái style của anh không vậy, anh thích làm từ đầu đến đuôi. Tại vì nếu mà làm phần này phần kia rõ ràng mỗi người hiểu được một phần, đúng không? Thì anh thấy chưa, thứ nhất là thời gian nó không có quá khắt khe, và thứ hai là đã là tiến sĩ rồi, không để sau này mình đi làm tiến sĩ giao đề tài ở đây mình đi nhờ người kia làm giùm, đúng không? Thì anh thấy là chuyện mà học một mình là bình thường, thạc sĩ hay đại học thì sẽ học nhóm đội nhóm ok, nhưng mà đã tiến sĩ thì thường về nghiên cứu về ứng dụng thì không thể nào mà bạn đứng ở vị trí đó rồi bạn nói thôi chia phần ra nha, người làm đây làm kia tôi nha, đúng không? Thì anh thấy không hợp lý. Mà một cái phần anh học online anh thấy có lợi hơn là gì, đối với những người không giỏi tiếng Anh á rất có lợi nha. Tại vì cái nghe cái video của thầy nhiều khi anh, mặc dù anh rất là khá tiếng Anh nhưng mà anh nghe nó cũng hiểu hết đâu. Mình người là người Việt mà, cái đó không phải ngôn ngữ bản xứ mình. Thì anh lại copy lại anh qua Google anh dịch. Chứ khi đó em học face to face làm sao em dịch kịp. Thầy dịch xong rồi thôi chứ, nhưng ở đây nó vẫn còn lưu tài liệu lại, vẫn còn lưu cái video bài giảng lại, anh copy xong anh dán qua anh hiểu hết luôn. Chắc chắn học offline không 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 bằng online chỗ đó. Offline được các vị em hỏi kiến thức. Nhưng mà nhiều khi sao em kịp hỏi, vậy xong ta đi về rồi đúng không? Hay là sai mắc cỡ đúng không? Nhưng ở đây thì mình còn tài liệu đó, mình còn bài giảng đó, mình đi mình cứu. Hoặc thậm chí mình copy lại, mình Google search thêm những cái từ khóa của nó ở những cái bài giảng khác, nó nghĩa là gì, đúng không? Hành vi tổ chức, ông này định nghĩa khác, ông kia định nghĩa khác. Thì khi mình copy ra, mỗi người có định nghĩa khác nhau. Quan điểm của anh, hay là anh không nhớ anh đọc quan điểm ở đâu, hay là của thầy dạy, hay là bất kỳ ai, kiến thức nó không có gì mới đó. Kiến thức là có từ ngàn đời rồi, chẳng qua bạn biết cách lấy nó về đúng hay không thôi. Cái kiến thức đầu tiên của cái khối lượng khi anh học của tiến sĩ là nhiều lắm đó. Đọc sách rất là nhiều, người nào chịu khó đọc nhiều thì người đó sẽ hiểu bài kỹ hơn. Anh thì anh lười quá, anh đọc một hai cuốn thôi. Nhưng nếu như những anh chị nào mà muốn hiểu sâu hơn, hiểu tốt hơn thì hãy Google nhiều vào, search nhiều tài liệu vào. Mà không phải Google danh thường, giống như thầy sẽ chỉ tìm qua Google Scholar. Google Scholar là một cái đường link dành cho những cái bài viết về học thuật. Còn nếu mà anh chị cứ Google không thì ra những cái bài viết cả về quảng cáo hay những cái bài viết vân 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 linh tinh. Và cái thứ hai đó là hãy áp dụng những cái kiến thức kinh nghiệm của mình vào trong bài học thì dễ hiểu hơn. Tại vì sao? Hồi đó khi anh học đại học xong đó, anh đi học liền luôn, thạc sĩ. Và anh không hiểu gì hết. Chắc chắn một điều đó, tại vì sao? Tại vì từ thạc sĩ đến tiến sĩ là sẽ không phải như đại học, không phải là truyền lại kiến thức cũ cho em, mà đó những kiến thức của những người ứng dụng mà, đúng không ạ? Những người đi làm rồi, họ truyền lại cho em. Rõ ràng anh thấy một cái bất lợi đó là những người là học, họ hiểu sâu hơn anh. Mình cũng hiểu đó, nhưng mà hiểu cái cạnh lý thuyết. Còn họ hiểu là cái trường hợp này nè, trong thực tế là gì? Thì anh nghĩ là khi một tiến sĩ rồi đó, thì hãy link nó với cái kinh nghiệm của mình, thì sẽ hiểu rất là nhanh. Đó là lý do vì sao mà cái đi môn đầu tiên anh đạt điểm A. Anh lấy luôn cái case của anh đang công ty anh đưa ra, và thầy khen luôn, thầy nói hả, perfect luôn á, chứ không phải good, nó phải perfect luôn. Tại vì đó là những cái mình đang gặp ở trong công ty, và anh đưa luôn vào cái bài kết luận mỗi mỗi khóa đó. Mỗi môn học sẽ có cái bài luận, nó gọi như case study mà thực tế quá, mà thầy nói ok, chứ là mình hiểu bài đó. Còn nếu mình không link được thì mình chỉ hiểu lý thuyết, xong mình nói ủa, ở trong công ty mình nói là cái gì đó. Lấy ví dụ như vậy nè, một trong một cái bài luận đó là thầy nói là đọc một cuốn sách, xong rồi brief nó lại nội dung cuốn sách đó. Thì đối với anh, nếu mà brief hay nhất là lấy nội dung đó thực tế nó là như gì, nếu mình match được nó với nhau chúng ta mình hiểu cuốn sách, đúng không? Thì anh đọc cái cuốn nó gọi là No Action Rule, tức là không có vị trí cho một cái ông quá tệ cho, đúng không, trong công ty. Nó nói về những người hành xử quá tệ trong công ty, đàn áp nhân viên rồi la mắng chửi bới hay là gì đó, vân. Thì những cái đó anh đưa vào trong bài học luôn, anh đưa vào trong bài luận luôn, nói là ok, trường hợp này nè, sách nói như vậy, và ở trong đời thực ta cũng từng gặp như vậy, ABCD. Thì thầy nói quá tuyệt, tôi cũng từng gặp như vậy. Thì anh đưa vào thì thầy cho anh điểm perfect. Tại vì sao? Đó là
mình hiểu nội dung và mình liên vào được con súng. Còn nếu như mình brief không thì đưa cái mục lục vô cũng được rồi, đúng không? Nhưng mình brief xong và mình liên với cái kinh nghiệm của mình đã trải qua thì nó sẽ giúp cho cái môn học của mình đạt điểm cao. Điều kiện cần đầu tiên phải thời gian. Ở vị trí này rồi chắc tiền thì không quan trọng rồi, đúng không ạ? Có đủ tài chính rồi, có đủ tài chính thì mới học tiến sĩ. Nhưng thời gian rất là quan trọng. Tại vì sao? Gia đình là một, công việc là hai, đúng không? Công việc thì nhiều khi làm sếp rồi thì cũng rảnh, nhưng đôi lúc nó đột xuất làm sao? Đôi lúc nó đi công tác hay đi, đặc biệt đi tiếp khách rất là nhiều, phải có người hỗ trợ. Sau khi có thời gian rồi, cái kiên trì. Mà cái kiên trì đó là cái gì? Là xuất phát từ cái lòng ham thích. Ví dụ như xuất phát từ ý định, ôi học đi có cái bằng thì chắc nửa chừng sẽ bỏ cuộc đó. Tại vì 2 năm lần mà đâu phải mấy tháng đâu. Anh giờ anh cũng nhớ mình cũng nản á. Anh nói chết rồi, tại sao giờ này mọi người đang ngủ mình phải bật máy dậy. Nhiều lúc 10 giờ xong anh thì nói thôi thôi, cho con ngủ đi rồi mình mở máy rồi. Mở được 5 phút mắt anh chịu rồi. Thì anh sẽ bù lại một cách sáng sau anh dậy. Đó là lý do vì sao mà hôm bữa các bạn CS cũng hỏi anh, thì anh nói cái kiên trì lúc sau rất là quan trọng. Bạn hỏi lý do khi mà học tiến sĩ xong thì anh thấy có gì khác? Khác một chỗ chứ. Khác là anh sẽ chứng tỏ anh có kiên định hơn mọi người. Khác là cái điều đầu tiên là anh update Facebook của anh liền. Tôi đang học tiến sĩ. Nhưng cái khác thứ hai đó là gì? Tôi có cái quyết tâm hơn những người khác. Thì sau này khi mà tổng giám đốc ai giao dự án cho tôi sẽ chứng tỏ là tôi sẽ làm được. Đúng không? Một cái câu nói đó là hay, khi bạn học 4 năm đại học không phải người ta trả lương, người ta tuyển bạn vô để trả lương cho bạn vì bạn học 4 năm đại học. Trả lương cho bạn vì khi bạn chấp nhận ngồi một chỗ 4 năm trời mà không phá hoại cái gì hết. À, có một cái điều như vậy, khi mà trong khi mới vào của chương trình này á, là cái trường mà cái student manual nó cũng có nói, và kể cả mấy các bạn mà bên Ấn Độ á, cũng chỉ rất là kỹ nha. Các bạn nói tối thiểu một ngày phải học 2 tiếng, không hơn thì tốt, nhưng tối thiểu ít nhất một ngày phải học 2 tiếng. Thì anh nghĩ là một ngày 2 tiếng ok mà. Làm vậy dường như thường là nếu mà bận lắm thì cũng 8 giờ 10 giờ tối là xong, là bận là rảnh rồi thì học. Nếu mà bận lắm người nào kín hết thì 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều, đúng không? Thường anh nghĩ là từ 6 giờ, từ 8 giờ tối đến 10 giờ tối, hoặc là từ nhiều người bận quá đi, hay nếu phụ nữ đi ha, thì 9 giờ đến 11 giờ. Xong rồi 6 giờ đến 8 giờ sáng. Nhưng mà không nhiều đâu. Một môn nó cho một tháng 10 ngày thì anh thấy học trễ lắm chừng 10 ngày là cùng rồi. Là coi cho em 45 ngày em học, thường anh thấy 15 ngày là xong rồi. Theo cái tip của anh thì anh lại ngược lại. Anh học anh bỏ hết việc luôn. Anh bỏ hết ngồi anh làm trong vòng 2-3 ngày đó, anh học hết. Anh bỏ hết việc nhà, việc công ty. Anh học từ 6 giờ chuyển 10 giờ tối luôn. Thứ bảy chủ nhật anh không đi đâu hết á. Anh học một lèo. Mà cái đó là cái cách làm của anh luôn vậy. Khi mà đã giao việc gì cho anh làm rất là nhanh. Học từ sáng tới 2 ngày anh em là học hết 60% rồi đó. Cái điều đầu tiên đó là anh đã muốn học tiến sĩ rồi. Và cái lăng tăng của anh đó là về cái độ tin cậy, đúng không? Rất là sợ bỏ ra mấy trăm triệu mà lỡ giữa chừng đóng cửa làm sao. Đặc biệt là cái điều quyết định của anh đó là không phải một phần là vì upgrade là cái cơ sở đầu tiên anh thấy có được Việt Nam công nhận cái chương trình đào tạo nền tảng online rồi. Nhưng mà quan trọng là cái trường đó, cái nước đó của cái trường đó nó có mention là chúng tôi có chương trình liên kết với upgrade. Thì đó mới là cái chốt. Thì khi tính pháp lý đã rồi á, vẫn có rủi ro. Trên đời vì gì phải có rủi ro, đúng không? Nếu mà anh chị nào còn phân vân thì khuyên vậy nè, tức là nên chấp nhận rủi ro. Cái gì mới có. Một cơ sở đang làm ăn cũng đụng cái, cũng vấn đề cũng sụp, đúng không ạ? Thì học hành cũng như vậy, chúng ta không biết trước được. Nhưng khi đã thấy rằng pháp lý ổn định rồi, cái nền tảng online được chấp nhận hiện giờ rồi, cái bằng được công nhận ở rất nhiều nước rồi, thì học đi. Cứ học thôi, đúng không ạ? Chúng ta phải trải nghiệm. Phải trải nghiệm thì mới thấy rằng chúng ta tiếp thu được kiến thức gì. Còn chuyện rủi ro thì lúc đó sẽ có cách giải quyết tiếp theo. Còn cái chuyện mà chúng ta minimize được cái rủi ro bao nhiêu càng tốt thì thông qua việc check tính pháp lý, check cái bằng khi ra, chữ ký của ai, con dấu ở đâu, cơ sở nào phê duyệt này cho trường, link học này có viện dẫn đúng tại cái trường Edward hay không. Nhiều khi không phải rủi ro từ trường, từ bạn nữa. Nhiều khi học giữa trường đó bạn bỏ, đúng không ạ? Bạn quyết định đó, nhưng mà cuối cùng bạn lại là người nghỉ. Thì anh nghĩ là có những cái rủi ro mình phải chấp nhận hoặc là mitigate nó. Khi mà học rồi là anh đã quyết tâm lắm. Thậm chí khi bây giờ anh đã học tiến sĩ rồi nha, mới học được một tháng mà anh đã lên Google học là làm sao để được phó giáo sư. Anh nói anh Google luôn đó, anh Google luôn là phó giáo sư luôn. Thì nó là học hàm rồi, đúng không? Từ học vị xong lên học hàm rồi. Thì đó phải được nhà nước công nhận. Thì ok. Cái ước mơ đó tại sao mình không kéo dài khi mình còn trẻ, đúng không?
60 tuổi kiến thức vô trong đầu nó khác với kiến thức 30. Thật ra nói nếu bây giờ nếu mà cách đây 5 năm anh học thì chắc sẽ tốt hơn nhiều. Vậy thì anh nghĩ không chần chờ. Ngay khi có khóa học được là anh đăng ký liền. Tại vì nếu biết anh chờ chết rồi, đăng ký hay không, thôi chờ năm nữa đi. Coi sao thì anh lại qua đứa tuổi 41, rồi 42, 43. Em đã ngần ngại rồi thì muôn vàn lý do đem ngần ngại, như anh nói nãy câu đúng không? Thì đã muốn rồi thì đăng ký thôi.